Sau hàng ngày đầu tiên xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy lọc không khí của hãng Nationa, một con máy rất là hay, đẹp, lạ. Rất hay, đẹp, lạ các bác nhé. Đầy đủ các cái tính năng rất là hiện đại. Con này thì các bác nhìn thấy về kiểu dáng của nó là nguyên bản, màu cái này còn rất là đẹp ạ. Thiết kế có thể để đứng được các bác nhé, có thể để đứng được. Có thể rút cái chân này ra, cài vào đây ạ, cài vào lỗ này để nằm, hoặc là có thể làm hai cái móc vào đây để treo nằm ngang. Đấy, đây có thể để nằm như này. Đấy, có thể để nằm này các bác nhé. À, khi để nằm như này thì cái bảng đồng hồ trong này thì có thể tháo ra để mà mình xoay nó thành ngang được. Thiết kế Nhật rất là tỉ mỉ. Tháo ra là nó tắt đấy. Đây các bạn này, cái này này, khi ấy thì có thể này. Đấy, xoay thành đồng hồ ngang nhé. Được chưa? Thiết kế rất là hay. Đấy, các bạn thấy chưa? Có các chế độ cấp độ lọc khác nhau này. Công nghệ plasma khử khuẩn này. Nationa EH358. Các tốc độ lọc khác nhau tự động. Yếu, trung bình, mạnh. Cái này thì em dịch đây thì em thấy nó báo là về cái vấn đề là báo bụi, báo lượng bụi. Thiết kế rất là đẹp. Cửa gió thổi ra đây chạy rất là khỏe. Đấy, hiện tại mình để đứng lên. Có thể để nằm, để đứng được hết các bạn nhé. Tùy theo các bác thích để gì, hoặc treo tường đều được. Về công nghệ của con này khá là hiện đại. Con này công nghệ sử dụng màng lọc tĩnh điện, màng lọc HEPA kết hợp, rất là hiện đại luôn. Đây con này, màng lọc tĩnh điện nhé. Trên này có những cái sợi dây này. Đấy, sợi dây nhé. Nhìn qua camera các bác sẽ không nhìn thấy rõ được sợi dây vì nó rất là nhỏ. Đấy, sẽ tiêu diệt bụi nấm mốc vào cái đấy. Một màng lọc thô này. Yeah, màng lọc thô nhé. Một màng lọc thô. Một màng HEPA kết hợp với than hoạt tính. Màng lọc HEPA các bác nhé, còn rất là mới, kết hợp than hoạt tính. Màng HEPA còn rất là đẹp này. Còn than hoạt tính các bác nhé. Đấy. Một con máy khá là hay, tính năng hiện đại đầy đủ. Đấy. Cái máy này cũng không có nhiều đâu, em cũng có duy nhất một chiếc thôi. Cái này là cái gì đây? À, khu này là khu bảng điều khiển. Mà phát ion các bạn, máy phát ion. Khu này máy phát ion nhé. Đấy, ion khử khuẩn. Một con máy hiện đại. Đặc biệt giá cả cũng rất là hợp lý thôi. Con này em bán có 1 triệu rưỡi thôi ạ. Đấy, các bác nào có nhanh tay sở hữu thì các bác liên hệ nhé. Có một chiếc duy nhất thôi. Hiện tại thì máy đang được đấu điện, vẫn đang nguyên bản điện 100V. Các bạn nào lấy thì em sẽ tặng kèm đổi nguồn, rời bên ngoài hoặc đấu bên trong tùy thích, tùy ý các bác. Đấy, và muốn